Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Thế giới bí ẩn, mình là Thảo Hoàng. 10 show truyền hình đáng bàn nhất năm 2019, gây cười, tranh cãi, xúc động đều có cả. Hiện nay có rất nhiều show truyền hình được sản xuất với mục đích mang lại cho người xem những giây phút giải trí, thư giãn. Trong đó những chương trình nổi bật hơn hẳn đã thu hút số lượng khán giả xem đài cũng như khán giả trên các kênh mạng xã hội. Bởi tính giải trí mà nội dung hấp dẫn mà show mang lại, cùng xem những show truyền hình giải trí Việt Nam được yêu thích năm 2019 nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào! Bên cạnh những game show giải trí đơn thuần, các show thiên về trí tuệ hay mang đậm giá trị nhân văn cũng lên ngôi. Chạy đi, chờ chi? Ngay từ 5 tháng đầu vào năm 2019, theo công cụ Social Listening và Social Hit, chương trình Running Man Việt Nam Chạy đi, chờ chi đã chính trệ trên hàng top đầu những cuộc thảo luận liên quan đến game show trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều người khán giả tỏ ra hoài nghi, tranh cãi với phiên bản của việc khi mà Running Man phiên bản Hàn đã quá thành công và tạo được dấu ấn sâu đậm. Không ít người đã cho rằng hàng phim học Việt sẽ khó lòng thoát khỏi cái bóng ấy và bị dập khuôn. Thế nhưng Chạy đi chờ chi đã vượt xa mong đợi, khẳng định được mức ảnh hưởng mang tầm quốc dân khi mà liên tục tạo ra được nhiều xu hướng. Một yếu tố tiên quyết để làm nên thành công đó chính là sự góp mặt của những thành viên cốt cán, toàn nhân vật được yêu thích như là Trấn Thành, Ninh Dư Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Trung Phạm, Baby Trần và Lê Bỉ Phát. Chính 7 ngôi sao trẻ này đã tạo nên một nét đặc sắc của chương trình khi mà họ thể hiện được cá tính riêng biệt của mình một cách thật nhất mà có khi ở những chương trình khác khán giả chưa từng được biết. Đó là Đun Dừa Trưởng Thành Quy Chiến, Cô Em Là Ngọc Tình Ranh, Vòi Biển Trương Thế Vinh To Xác Nhưng Vẫn Khờ, Cặp Thỏ Đen Thỏ Trắng Ngô Kiến Huy Trung Phạm Vừa Yếu Vừa Số Nhỏ, Thánh Chết Dơ Bì Trần và yếu tố mang tên Mầm Non Giải Trí Liên Bỉ Phát. Bên cạnh đó thì dàn khách mời xuất hiện trong từng tập cũng được ngóng đợi không kém như là Harry Won, Minh Hằng, Đồng Nhi, Lâm Mỹ Dạ, Tộc Tiên, Vợ Chồng Khởi My, Ông Hoàng Phúc, Thu Thủy, Phạm Quỳnh Anh, Sam, Hiền Hồ, Quang Trung. Họ đều hào hứng tham gia cuộc đua và làm mức độ phủ sóng của chương trình càng thêm rộng rãi. Người ấy là ai? Chương trình hẹn hò Người ấy là ai với một format mới lạ được phát sóng vào mùa 1 từ năm 2018. Những số đặc biệt chia làm 2 tập và rơi vào đầu năm 2019 cũng là những tập thu hút được người xem kỷ lục khi mà có sự xuất hiện của nữ chính, không ai khác chính là cố vấn quyền thuộc, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Mùa 2 được tiếp nối sau đó cũng nhanh chóng tạo nên một sự ngóng đợi của khán giả qua từng tập, không chỉ về dàn trai xinh ghế đẹp mà còn có sự góp mặt của những khách mời đình đám, trong đó có siêu mẫu Thái Lan Lucas, diễn viên Anh Đức, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Là Ngọc, Minh Hằng, Yu Lê, Bùi Anh Tuấn, Đức Phúc, Eric và Bibi Trân. Bên cạnh đó thì Trấn Thành cũng góp phần lớn làm nên thành công của Người ấy là ai khi mới thể hiện lối dẫn thông minh, linh hoạt, không chỉ đem lại những tình huống vui vẻ mà anh còn có những câu nói đi vào lòng người, những phát ngôn truyền cảm hứng. Ở nhiều tập của chương trình cũng đã gây ra được nhiều tranh cãi, bình luận của khán giả về câu chuyện của nữ chính, sự lựa chọn của họ trong chương trình cũng như là mối quan hệ sau khi mà show phát sóng, có những đôi hạnh phúc, những đôi chia tay và cả thí sinh đã qua đời. Giọng ải, giọng ai? Vẫn duy trì dàn chủ nhà gồm MC Đại Nghĩa, hai tình viên chính của ban bình luận là Trấn Thành và Trường Giang. Giọng ai, giọng ai mùa 4 tiếp tục chìm sóng với nhiều tình tiết thú vị, và khách mời tham gia cũng gồm nhiều nhân vật được yêu thích. Chương trình năm nay cũng được nhận xét là khó đoán hơn hẳn vì ekip rất đầu tư vào kịch bản dàn dựng. Cũng chính vì vậy mà bà biên tập nhiều lần bị Trấn Thành và Trường Giang cùng với dàn khách mời cây cú gọi tên khi mà bị gài hàng quá nhiều. Quý ông đại chiến. Quý ông đại chiến quay trở lại mùa 2 với sự dẫn dắt của MC Thành Trung cùng với dàn khách mời là những mỹ nữ nổi tiếng của showbiz. Các bóng hồng quyền lực gồm Hương Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Võ Hoàng Yến, Hoàng Oanh, Mầu Thủy, Minh Tú. Tại đây thì đã tụ hội những chàng trai tài năng để thể hiện được sở trường của mình. Đặc biệt là Quý ông đại chiến cũng được nhận đến nhiều nhất ở những thời điểm một khách mời của chương trình là Trâm Anh dính vào scandal nhạy cảm. Khi mà phát sóng chính thức thì những cảnh có hot girl Trâm Anh đã bị cắt sóng trên VTV3 nhưng đoạn cắt vẫn được đăng tải trên YouTube. Giọng hát Việt. Năm 2019 thì The Voice giọng hát Việt đã mang một màu sắc khác hẳn so với những năm trước, đặc biệt là sự thay máu của dàn huấn luyện viên, đó là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Tuấn Hưng cùng với hai danh ca cạo gội là Tuấn Ngọc và Thành Hà. Nếu như mọi năm thì một trong những yếu tố câu khách ở dàn huấn luyện viên là sự lúng túng, những câu nói hoa mỹ, chứ dụ thí sinh gây rừng rừng thì năm nay điều đó lại trầm lắng hơn nhưng được khán giả đánh giá bởi sự chuyên nghiệp, chất lượng từ dàn huấn luyện viên. Năm nay không có quá nhiều thí sinh nổi tiếng sau một đêm hay những bài hát trở thành hit chỉ sau một đêm diễn, nhưng cũng không ít cư dân mạng đã cho rằng là thí sinh mùa này chất lượng hơn nhiều so với những thí sinh mùa trước. Ngoài ra, luật chơi mới của chương trình cũng gây bàn cãi trong khán giả. Ký ức vui vẻ.
Đây cũng là một trong những chương trình gây bất ngờ giành cúp VTV Award năm 2019 ngày mùa đầu tiên. Chương trình này đã được phát sóng trên kênh VTV3 giúp cho người xem nhớ về những thời điểm đặc biệt, giúp cho người xem nhớ về hoặc biết thêm những ký ức ở những thập niên 60, 70, 80, 90 và 2000. Với cách làm mới lạ, độc đáo và thuần Việt, chương trình thu hút nhiều đối tượng khán giả và là món ăn tinh thần bổ ích, tạo nên cảm xúc mới nhất đối với người xem qua màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, Ký ức vui vẻ đã kể truyền hình hấp dẫn hơn bởi sự dẫn dắt của nhà báo Lại Vàng Sâm, người sinh ra vào cuối thập niên 50 và được trải nghiệm những sự thay đổi và phát triển của đất nước từ thập niên 60 cho đến thời điểm hiện tại. Thách thức giành hai. Gala Thách thức giành hai mùa năm được phát sóng vào đầu năm 2019 đã gây bão với chiến thắng của năm chú tiểu nhóm Bồng Lai. Một bất ngờ đã xảy ra khi mà giải thưởng cao nhất theo dự tính ban đầu là 150 triệu đồng trong đêm gala, nhưng cuối cùng nhóm thí sinh đáng yêu này đã đoạt giải và được nâng tổng mức giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Cộng với 100 triệu đồng trước đó trong top 8, tổng phần thưởng của các bé là 300 triệu đồng. Mùa 6 của chương trình lên sóng vào tháng 10 không thực sự có nhiều thí sinh nổi bật như là mùa trước, nhưng chương trình cũng gây tò mò ngay từ trước khi mà phát sóng với những thông tin về sự tham dự của bà Tầng Vlog. Hai nhân vật khác cũng được gây ấn tượng cho khán giả, đó chính là cô gái Thanh Sú Ngân Thảo và bà cụ U80 Thiên Thanh, mẹ của chàng trai ở Nhật từng làm dân mạng xúc động. Nhanh như chớp. Nhanh như chớp năm nay vừa để lại dấu ấn nhưng cũng gây nhiều tranh cãi nhất trong từ trước đến nay. Chương trình do MC Trường Giang và Harry Won dẫn dắt, trong một vài số thì bà xã của Trấn Thành đã vắng mặt. Thêm vào đó là quý ông T-Shirt lên làm MC cùng với Trường Giang, giờ khách mời vẫn gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz. Sau hơn 30 tập phát sóng, gần như tập nào chương trình cũng vấp phải những ý kiến trái chiều đến từ dư luận. Vì cô yêu thích chương trình từ mùa trước nên khán giả cũng soi khá là kỹ từ nội dung câu hỏi cho đến cách đọc của MC, cách trả lời từ người chơi. Xúc động hơn là Xuân Nghị và Úc Thuần Vân đã quyết định trao cả 80 triệu cho Mai Phương để nữ diễn viên chữa bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên trong một số phát sóng khác thì Úc Thuần Vân lại gây bức xúc khi mà bị chê diễn lố hoặc là nhắc bài lộ liễu. Điều này làm cho cô uất ức và cho biết sẽ không còn muốn tham gia game show nữa. Vừa qua thì chương trình vừa kết thúc và Trường Giang đã lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Thưa quý vị, dù có nhiều sai sót nhưng mong quý vị cũng lượng thứ và bỏ qua cho chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi rất cảm kích vì khán giả là những người ơn của nghệ sĩ. Nếu mà không có khán giả, nghệ sĩ cũng không thể tồn tại và phát triển được. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây cũng là tập cuối cùng của Nhanh Như Chớp. Chia tay một điều gì đó là một sự tiếc nuối. Chúng tôi sẽ trở lại với một chương trình khác sẽ làm cho quý vị hài lòng hơn. Thương vụ bạc tỷ vốn là một trong những chương trình liên quan đến kinh doanh và vấn đề gọi vốn, nhưng Shark Tank Thương vụ bạc tỷ cũng đã đem đến nhiều giây phút hài hước và thú vị cho khán giả. Những đại gia doanh nhân quyền lực đang ngồi ghế cùng Shark Phạm Thanh Hưng, Shark Nguyễn Thành Việt, Shark Nguyễn Mạnh Dũng hay gọi là Dũng Nguyễn, Shark Nguyễn Hòa Bình, Shark Đỗ Liêng và ngoài ra có sự trở lại của Shark Linh trong một vài tập. Tưởng như là một trong những chương trình liên quan đến kinh tế như vậy sẽ khá là khô cứng, nhưng không ngờ khán giả show lại càng ngày càng sốt sình sịch, không chỉ bởi sự giỏi giang và đa dạng của những thí sinh tham gia cũng như là quyền năng của các Shark mà còn nhờ một nhân vật bí ẩn, đó là editor biên tập của chương trình. Bạn muốn hẹn hò là một trong những game show hẹn hò hot nhất. Chương trình Bạn muốn hẹn hò vẫn thu hút đông đảo người xem, nhiều chàng trai và cô gái xuất hiện trong chương trình cũng gây chú ý. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến gây tranh cãi mạnh mẽ được dư luận nhắc đến nhiều, như là cô gái đòi bạn trai phải được đi châu Âu hay chàng trai thích share tiền vỡ. Một điều khác khiến Bạn muốn hẹn hò năm nay nhiều lần được đề cập chính là sự thay đổi của nữ MC đồng hành cùng với Quyền Linh. Giữa tháng 5 thì bà mối Cát Tường khiến nhiều người ngỡ ngàng khi mà bật khóc chia sẻ về nguyên nhân ngừng dẫn Bạn muốn hẹn hò. Thay vào đó là Nam Thư gây nhiều sự chỉ trích và phẫn nộ cho khán giả. Tuy nhiên sau đó cô đã có những thay đổi tích cực trong lối dẫn dắt và kết nối được nhiều cặp đôi. Bất ngờ là tại buổi công bố năm thứ 7 thì Nam Thư tuyên bố rút khỏi chương trình. Người dẫn dắt mùa mới cùng Quyền Linh là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Siêu trí tuệ Việt Nam nổi lên vào những tháng cuối năm. Siêu trí tuệ Việt Nam là một trong những chương trình truyền hình thuần trí tuệ Việt và duy nhất tại Việt Nam dành cho những người bình thường có khả năng làm nên điều phi thường thông qua những thử thách không tưởng. Tại đây thì có sự tham gia của Trấn Thành trong vai trò làm MC và ban giám khảo gồm giám khảo khoa học, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, hai giám khảo chính đồng hành xuyên suốt cùng với chương trình là nhà báo Lại Vàng Sâm và ca sĩ Tóc Tiên, cùng với giám khảo khách mời là những gương mặt nổi tiếng có tầm ảnh hưởng. Bên cạnh những chương trình trên, nhiều chương trình từ các mùa trước vẫn tiếp tục được khán giả đón nhận và được chú ý, như là Ơn Rơi, Cậu Để Rồi, Người Bí Ẩn, Hát Mãi Ước Mơ, Nhanh Như Chớp Nhí, Vợ Chồng Son. Và một trong những chương trình mới là Từ Lửa do Trường Giang dẫn dắt cũng tạo được ấn tượng trong mùa đầu tiên vì diễn biến hồi hộp và tính chất nhân văn khi một số tiền thưởng của người chơi được đem đi làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Bạn đã xem qua những chương trình nào mà chúng tôi vừa nêu trên? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để có thể đón xem những video mới nhất từ thế giới bí ẩn. Xin chào và hẹn gặp lại.